Trước khi bắt đầu video thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến hai bạn khán giả trên kênh đã tặng mình Super Thanh. Đầu tiên là một bạn có nick YouTube là Tuyến Công. Bạn ý có muốn mình xem qua hầm chứa của bạn ý á, thì mình sẽ xem qua nhé. Thì mình có đôi lời góp ý như sau. Đầu tiên bạn nên đổi súng lửa, combo súng lửa này cho con Vortex này nhé. Bạn nên đổi súng lửa cho combo này. Còn con Eclipse này bạn có thể lắp bệ pháo cho nó cũng được. Con này các bạn lắp súng lửa thì nó dồn sốc sát thương sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Vẫn biết là Eclipse chơi cận chiến và chơi súng lửa cũng rất là khỏe, nhưng mà theo mình ấy, bạn nên đầu tư như vậy thì tốt hơn. Ở đây thì bạn hoàn toàn có sự lựa chọn nữa là con này nhá, bạn lắp vòng cung, con này bạn lắp bộc phá. Nếu như mà kiểu bạn muốn là con này phải cận chiến cơ thì con này lắp vòng cung cũng được. Còn nếu không ấy thì theo mình ấy là con này lắp bộc phá, còn con này lắp bệ pháo. Thì đó là lời khuyên mà mình cảm thấy là tốt nhất cho hầm của bạn, thì mong bạn tham khảo nhé. Tiếp theo đó chính là anh hội viên Huỳnh Nhật. Chắc là mấy hôm nay các bạn cũng rất là quen rồi không? Anh ấy tặng mình liên tục, chủ yếu là hỏi mình rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái lần này anh ấy tặng, anh ấy nói là nếu được em phân loại video cho vào từng mục riêng, người mới chơi xem sẽ dễ dàng hình dung hơn, vì em có nhiều video lâu năm mà giờ vũ khí thì quá nhiều so với trước. Ở đây anh Huỳnh Nhật anh ấy muốn là mình kiểu phân loại video theo mốc thời gian ấy, video cũ, video mới ấy. Nhưng mà trên kênh của mình có tạo video theo phân loại kiểu combo ấy. Còn phân loại theo mốc thời gian mình không phân loại nữa, như thế nó sẽ rất là nhiều và hầu hết khán giả cũng không tìm theo kiểu như vậy ấy. Mọi người trên kênh của mình các bạn cứ tìm tiêu đề theo các bạn mong muốn ấy. Nếu như mà không có thì các bạn có thể hỏi mình là mình đã làm video ý chưa. Còn nếu như mình chưa làm ấy thì mình sẽ xem xét cái nội dung ý có thực sự để mình cần phải làm hay không. Nếu mà cần ấy thì chắc chắn là mình sẽ làm, hoặc là nội dung nào các bạn cảm thấy là nó cũ quá rồi, top vũ khí, top robot nó cũ quá rồi thì chắc chắn mình sẽ cập nhật làm mới. Thì tiện đây thì mình cũng muốn nói là mình cũng sẽ chuẩn bị để làm mới cái nội dung là top vũ khí và top robot mới ở thời điểm hiện tại nhé. Và cảm ơn anh Huỳnh Nhật đã tiếp tục tặng mình Super Thanh nhé. Cái lúc mình đang quay video thì có nhận được một cái Super Thanh nữa của anh Huỳnh Nhật. Anh ấy hỏi mình là em cho anh hỏi nó đang bán combo Onyx cộng minigun cho quay pháo bão tố cộng phi công, anh có nên lấy không em, hay là vẫn chơi mấy con đang có để không bị top hạ lực chiến cho nó hành. Và token còn dư anh nên quay hết hay để lấy sự kiện nó trả tín dụng. Một token nó trả tầm bao nhiêu tín dụng em. Cuối cùng anh bảo là anh em ai cho mình xin vô clan làm nhiệm vụ với, anh ấy có gửi ID. Thì đây là hầm chứa của anh Huỳnh Nhật, nhưng mà mình thấy là anh ấy đang trong một cái clan sao rồi. Thì không biết là vì lý do gì mà anh lại muốn sang clan khác ta, hay là clan này ít online quá à? Thì bạn nào có clan kiểu tầm khung lực chiến thấp thấp như này ấy, thì có thể là mời anh Huỳnh Nhật vào nhé. Mà anh ấy hỏi mình thì mình nói luôn là anh không nên nạp cái sự kiện này, mà anh chỉ chơi cày như bình thường thôi. Token thì anh cứ quay nhé, tại vì con phi công này huyền thoại và cái số lượng token trong đợt sự kiện này nó cũng khá là nhiều ấy, thì anh cứ nên quay. Chứ để lại thì chắc nó cũng lên tầm là chắc là 25.000, 25k một cái token hay sao ấy. Mình nhớ không rõ nữa, nhưng mà số token đổi trong sự kiện này chắc cũng lên đến tầm 100k hoặc là 150 gì đấy. Bạn nào nhớ cụ thể có thể bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Thì đó là thông tin em gửi đến anh nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều. Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video hôm nay chúng ta hãy cùng đến với một combo mà mình đánh giá là cái mức độ tấu hề của nó không hề nhẹ các bạn ạ. Đó chính là Zephyr với pháo dung hợp 16. Đối với mình ấy, thì tất cả những cái khẩu 16 năng lượng cho dù là phế đi đến đâu đi chăng nữa thì phải thừa nhận là cái lượng sát thương của nó rất là lớn. Và đặc biệt hơn hết mà nó còn chơi ở cái khung lực chiến thấp này của mình thì nó cứ phải gọi là rất gì mà này nọ các bạn ạ. Tất nhiên là video này mình làm cho vui thôi, các bạn không nên đầu tư nghiêm túc nha. Nếu mà các bạn mua xong kiểu cảm thấy là cũng mất tiền rồi ấy, thì có thể cho vào hầm lắp chơi chơi vui vui như của mình. Ở đây thì mình quyết định dùng Zephyr tại vì nó sẽ có thêm thời lượng khống chế huyền thoại đây này, sẽ giúp mình kỳ kèo hơn trong những cái pha mình khống chế được đối phương. Và cái khẩu dung hợp này các bạn cũng biết rồi là bắn cái viên đạn nó rất là bay và nó rất là khó chịu, nó rất là khó dính với những con chạy nhanh, nên với một cái hầm cày chay cùi bắp như này của mình thì Zephyr chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Ngoài ra thì mình chơi thử thì chả thấy con nào phù hợp như con này cả. Thì đây sẽ chính là nội dung chính của chúng ta trong video này nhá. Nhưng bình tĩnh nào các bạn ơi, trước đó thì mình muốn nói về một chút vấn đề stream của mình như sau. Ở đây nó sẽ có hai sự kiện. Một là sự kiện phi công đang cho các bạn làm nhiệm vụ lấy token quay phi công
thì như là đến tận 10 vé liền ạ. Sẽ rất là thú vị đây. Cơ hội các bạn có mình nghĩ là sẽ khá là cao. Mình thì cũng chưa có phi công về tên lửa huyền thoại nào cả nên đây sẽ là một cái cơ hội rất lớn dành cho bản thân mình. Thứ hai là chúng ta có sự kiện gacha khẩu pháo bạo tố. Với cái khẩu pháo bạo tố này tỷ lệ nó ra chỉ có 0.02 thôi các bạn ơi. Theo mình là các bạn không nên sa đọa vào cái này nhá. Tỷ lệ các bạn ra được khẩu này mình nghĩ là nhân phẩm ít lắm, các bạn không nên quay. Mình cũng không quay cái sự kiện này đâu, chủ yếu là mình muốn nói về sự kiện phi công này đây. Thì tại sao lại về livestream nhỉ? Hầu hết là mình stream cuối tuần là tối thứ bảy ấy. Nếu mà thời tiết thuận lợi thì mình sẽ stream giao lưu custom với mọi người đúng không? Nhưng mà mình cũng muốn có một cái dạng stream là mình chơi game một mình thôi. Mình chơi game một mình có nghĩa là mình có sự kiện, có nhiệm vụ nào đó mình cứ ngồi mình chơi một mình thôi. Có thể là mình mời người trong clan của mình chơi cùng. Thì mình muốn là có một nội dung như vậy, ngồi chill chill chơi cày nhiệm vụ một mình, xong rồi có bạn khán giả nào đó người ta hỏi thắc mắc gì thì mình trả lời. Còn đâu ấy, thì mình cứ ngồi mình chơi một mình thôi. Thì không biết là các bạn có muốn xem cái dạng stream như vậy không nhỉ? Thì nó sẽ giống như kiểu stream Liên Quân này, stream những tất cả những game khác thôi, nhưng mà nó sẽ không chơi cùng các bạn. Nó chỉ là chơi một mình, trầm ngâm. Rồi nếu mà kênh chat có ai hỏi gì thì mình sẽ trả lời, còn không thì mình sẽ chơi một mình. Ở đây ấy, đang có sự kiện nó cày đây. Đấy. Nó là cày theo cái kiểu cá nhân thôi, nó sẽ rất là tuyệt vời luôn. Thì đây nữa này. Đó, có hai sự kiện cho các bạn cày nhá. 1 2 3 5 5 token ở cái này nhá. 22 giờ nó kết thúc này. Thứ hai là một ngày nữa 22 giờ kết thúc. 1 2 3 4. Ồ. Cái này được tận 7 token à. Thế này thì nhiều gớm nhỉ. Mình hy vọng đây sẽ là một cơ hội tốt. Thì cái này nó yêu cầu là chơi cùng người trong bang đây này. Thì có thể là mình sẽ stream mình chơi cùng những người trong clan của mình. Còn cái này nhá, cái này thì mình sẽ chơi một mình. Đấy, thì các bạn có thể thấy là cái lúc mà mình cày nhiệm vụ thì mình sẽ chơi kiểu như thế nào, mình làm video thì mình chơi như vậy đấy. Thì nếu mà stream trực tiếp mình cày nhiệm vụ thì nó sẽ làm sao, nó có kiểu được như video hay không ấy. Thì mình muốn thông báo ở đây để cũng có những cái buổi stream thử nghiệm. Thì cái này thì chắc chắn là gì? Là một tuần mình sẽ có tầm 2 phiên livestream. Một phiên livestream là giao lưu với các bạn, vẫn chơi custom, đấu như bình thường. Và một phiên livestream là mình sẽ stream muộn, muộn muộn hơn này. Và mình sẽ chỉ ngồi chơi một mình thôi. Đấy, có nghĩa là ai ngồi xem mình thì xem, có hỏi gì mình thì mình sẽ tương tác. Còn đâu thì mình sẽ không nói quá là nhiều, mình không bình luận quá là nhiều, mình chỉ ngồi im im mình chơi thôi. Thì các bạn có thể là thả nhẹ cái bình luận cho mình biết nhé. Sau đây thì mình sẽ nâng cấp một chút, tiện thể thì mình làm nhiệm vụ luôn nhé. Nâng cấp lên vài level, bắn cho nó đã nhé. Để thấp quá, nó cũng chưa mắc ping. Mình không nâng cấp hạng thêm đâu nha, đấy để cỡ này thôi. Đằng nào mình cũng đang có nhiệm vụ nâng cấp mà. Ok nha. Tiếp tục là bản đồ mới. Vâng, vẫn tiếp tục là bản đồ mới mà chơi vẫn chưa đâu vào đâu cả. Bọn này bây giờ nó khỏe quá. Chiếm cột bên này trước nha. Chiếm cột bên này trước. Sao mà có một cái góc khống chế đẹp để bắn bây giờ nhà. Thanh niên này chiếm cột trung tâm à. Con này nó khôn thế. Rồi có một con Redeemer này đi ra đây. Mình sẽ canh ở đây thôi. Đợi nó quay lưng lại khống chế nhá. À, đợi nó quay lưng lại. Quay lưng lại đây. Cái lưng đâu? Cái con này. Tại sao không quay lưng lại? Ha? Hư này. Đấy, tội hư. Thanh niên này dùng xoáy với cả nết các bạn ạ. Dùng xoáy với cả mất nết. Đứng đây. Kìa đi ra. Đây rồi. Bắn cạnh sườn được. Ô được phết đấy. Một cháu. Ấy da, được của nó đấy. Khá là gì và này nọ các bạn ơi. Từ nhá. Cứ đứng này kéo bắn được nha. Không cần khống chế đâu. Được phết. Ê, thế mà mình cũng bị dính bài trưởng rồi. Điều thế. Thôi. Thôi anh ơi. Con này. Con này nó định. Thôi nha. Ok. Thanh niên này vẫn đứng ở đây này. Nó định chơi mình không? Nó không định chơi mình các bạn ạ. Rồi con này nó bắn rồi. Con này nó bắn rồi. Con này là bắn rồi, cơ hội của mình đây chứ còn đâu nữa. Rồi, ok. Thanh niên kia lại nhằm vào người mình à? Ôi không được rồi. Cái cắn, ok, được.
Chơi được con này không? Ôi sao quá. Ôi không, không ổn rồi. Lại bị cái con này nó để ý cái cột này rồi. Không được rồi. Hy vọng đừng có con nào nó bắn mình nhá. Được không? Đủ sát thương không? Đủ sát thương hay không? Ui dồi, may quá chứ nhỉ. Tí thì hẹo. May mà đủ. Ok. Có con nào đi ra đây không? Con này chắc là... Rồi con này nó đi ra đây tiếp này. Con nhện này này, con nhện. Nó đi ra đây tiếp này. 100% nghìn phần nghìn luôn á. Đấy, nó dùng siêu pháo và bắn tỉa của M10 2 à? Mình cấu cái khiên nó trước nha. Cấu ít nào hay ít đi. Ok. Ngon. Cấu mà lại được điểm vào mồm luôn á. Cái này còn gì bằng nữa. Lên đây nha. Ôi dồi, may thế. Chơi cả mấy chục tỷ trận. Kìa. Mình lại phải ra đây để mình khóa con này thôi. Đấy, hiểu, bọn này nó cứ đi được xuyên tường này. Các bạn thấy ảo không? Bọn này nó cứ đi được xuyên tường ạ. À. Người đi xuyên tường à? Ha? Người đi xuyên tường rồi. Bọn này là người đi xuyên tường rồi chứ còn cái gì nữa. Chơi này ai chơi? Có ai ở đây nữa không? Chắc hết rồi. Niên kia khá là đen nhỉ. Bắn đây. Hòn. Thế mà được 9 điểm này, ảo thật đấy. Đúng là combo tà đạo, chơi khó thật. Ok, thì cũng gọi là cái bản đồ mới. Obito à? Obito. 3, 2, 1, go. Chúng ta xem Obito trong này có ghê gớm hay không nhá. Anh ta sẽ sử dụng thuật thức gì để đối phó với mình đấy. Mình thì là một nhẫn giả với nổi danh là phân thân chi thuật. Anh thấy ui dồi, anh bắn tỉa các bạn ạ. Anh này ninja dùng súng à. Ninja ai lại dùng súng? Thật là báng bổ mà. Ai nhịn ninja dùng súng bao giờ anh ơi? Anh chơi vậy mà được á hả? Anh chơi vậy mà anh ngắm được á hả? Ai ninja dùng súng anh ơi? Anh phải xem lại bản thân đi. Úi dồi ôi, bọn này nó ghê quá các bạn ơi. Ninja người ta dùng súng bao giờ chửa? Phải thấy xấu hổ nha. Ninja lại dùng súng thì hỏng rồi. Mình là một gọi là sao nhỉ, ninja chân chính với thuật thức phân thân chi thuật, ẩn thân chi thuật các thứ. Đây, nó có gión này. Ngon. Mà thanh niên này lại chơi súng này là hỏng rồi. Không được. Thế này có thắng thì cũng không vẻ vang nhá. Có thắng mình thì cũng không vẻ vang gì đâu. Đấy. Bắn lại cả bắn hụt. À không phải, cũng không hẳn là bắn hụt. Lêu. Thật ra mình mà có mod là mình đùa thanh niên này được đấy. Mình mỗi tội là mình chưa có đầu tư mod cho cái hầm này của mình. Nên là thôi vậy. Đứng đây cam quả quýt thôi. Con này có gión này. Có cái đó. Có được không? Rồi nó bật khiên mất tiêu rồi. Ôi có cơ hội này. Rồi con này chắc nó ra đây chơi mình á. Có 20 mét không? Không 20 mét rồi các bạn ạ. Cấu cấu ra. Rồi nó bắn nó đấy. Các bạn thấy nó gớm không? Như kiểu có thiên lý nhãn không bằng mắt, như kiểu mắt dương tiễn. Rồi một con nhện nha. À ok. Ngon. Gặp mấy con nhện này bắn vào đam khoái lắm các bạn ạ. Bắn nó khoái cực kỳ đâu nè. Rồi chuẩn bị có một con nhện nữa lên đây nha. Đấy. Anh em kia có để ý không? Mình đầu tiên mình cứ... Ôi xong rồi, mình bị lộ tầm nhìn rồi. Rồi ok nha. Sợ thật. Bạn này hơi ngáo ngơ nhưng vẫn không để ý mình các bạn ạ. Vẫn không để ý mình á. Cứ đứng bắn thôi. Này, mình bắn không? Tới. Ui, không tới. Ô kìa, ngon. Cái tội nhá. Quả báo đấy. Ai bắt dùng súng ống ở đây? Ninja mà dùng súng ống là không được rồi. Là vứt rồi. Tiếp tục cấu con này nhá. Cấu.
Ôi, thiếu một chút kìa. Thiếu một chút kìa. Obito đâu rồi? À, Obito đi ra đằng này rồi. Ôi, 97 ở Win đến nơi rồi. Ngần ngại gì nữa. Đi lên đây thôi. Ở đây có một con nữa. Okay. Ôi, nó bay kìa. 24 điểm nhưng mà cũng cố gắng lắm rồi các bạn ạ. Gai à? Mình thử trận nữa nhá. Trận vừa rồi nó kiểu cũng khá là vui nhưng mà KDA của mình nó cũng hơi ít. Cá nhân mình làm video mà KDA ít quá, không đẹp mình cũng không được thích cho lắm. Thử trận nữa xem sao. Tầm cố 7-8 điểm. Xem thế nào nhá. Đâu rồi Sky ơi? Mình ấy rất tiếc mình ấy không phải một Sky các bạn ạ. Được, từ từ xem nào. Mình công lên kia quá, chứ nó như kiểu chúng alien ấy. Đây nó bắn kìa, nó bắn kìa. Gớm à. Không có góc để mình. Góc xấu quá. Mình chạy chạy nó bắn cho mình vỡ mồm á. Đâu rồi? Ok. Muốn lên chiếm cái cột kia quá mà không có được các bạn ạ. Rồi, con này nó chưa gì nói ở kia rồi. Rồi. Thế là liều ăn nhiều nhá. Liều thì ăn nhiều. Chạy lên đây nào. Chạy. Chiếm được cái cột này thì mình sẽ có nhiều điểm hạng cục ở đây. Tại vì à, bình tĩnh nè. Ui sao cái tốc độ di chuyển của nó nịch nó cứ bất ổn quái nào nhỉ. Ôi, cảm ơn Redeemer nha. Cái con Redeemer này nó đã mở ra một cái kỷ nguyên mới cho mình đây này. Giúp mình có thể đứng ở đây mình cam này. Quả cam quả quýt đây này. Rồi bắt đầu. Ơ cái bọn này nó bị làm sao. Mình cảm giác nó cứ lác lác thế nào nhỉ. Mình không bật ping chỉ số FPS nên mình cũng không có biết. Đây nha. Cấu trước. Ok. Nó bình tĩnh bạn ơi. Ôi đâu đâu đâu. Cối. Chạy. Úi làng nước ơi. Sao đâu này. Ôi bọn này nó di chuyển kiểu gì ấy các bạn ạ. Mình cảm giác bọn này di chuyển nó cứ lắc lắc thế nào ấy. Mấy bọn này nó di chuyển nó cứ lắc lắc thế nào ấy. Các bạn nhìn kiểu nó cứ tốc biến nó cứ. Nó cứ tốc biến tốc hành như thế nào ấy các bạn ạ. Mình cũng không biết nữa. Bọn này di chuyển nó cứ dị, nó sao ấy. Kiểu nó cứ một lúc này giật một cái, lúc này giật một cái nhá. Này không chiếm được cột thì cũng hỏng rồi, bị chiếm mấy cái cột kia rồi. Đây có con nào không nhỉ? Có nào không? Có. Mình ra đây nhá. Đây có một con nó đang đi đến này. Cái này thôi, đơn giản nhẹ nhàng tình cảm nhá, ok. Này thôi. Có nào hồi sinh đây không? À đây có một con, hai con này. Mình khó cho mình nhỉ. Ui đời, này bọn nó cứ đi nó cứ giật thế nào, sợ lắm các bạn ạ. Ui đời, ui dồi ôi. Cái gì đây, không bật FPS nên không biết thế nào các bạn ạ. Ui, game kiểu gì đây. Sợ lắm, này nó lại đứng im này. Này. Ô kìa. Sợ lắm. Kiểu bây giờ ví dụ các bạn đang đứng ở này tự nhiên nó tốc biến nó phát nó dí lên tận mặt các bạn ấy. Sợ lắm các bạn ơi. Rồi tôi khống chế cho nó chắc ăn đây cho mình. Không biết phải làm sao bây giờ. Thôi. Lượn. Dẹp. 3, 2, 1 khống chế tiếp nha. Rồi thế cho nó chắc ăn đi. Này không có hình viên đạn luôn ạ. Không ổn rồi đại vương ơi. Xem có con nào nữa không nhá. Xem có con nào nữa không. Còn không? Hết rồi. Thế này thì mình sẽ đi bên cột B đúng không? Sky đang ở bên cột B. Combo gì nhỉ? Nãy mình không nhìn bản đồ, không biết là combo gì. À đây. Đây này. Mình sẽ thử ở đây nha. Chắc là đi ra đây này. Chắc đi ra đây, mình kéo cái tâm lên mình nhìn nhá. À, Zephyr. Ơ, thấy mình rồi. Này là bình tĩnh rồi. Ủa, thế này thì thua rồi.
Không đi ra là không được, mà đi ra này mất tầm nhìn rồi các bạn ạ. Bây giờ phải kèo bắn mình không? Rồi. Bắn mình này xác định hóa. Rồi không chế nhá. Ok. Mà mình nghĩ trận này mình thua rồi, 96 này ở đâu nữa. Rồi. Trận này coi như vứt. Trận này coi như là vứt nha. Ok, 97 rồi. À, con kiêu sót đứng lại. Ôi nó cầm phòng lao phá xoáy này, bây giờ nó lướt một cái nó quay lại nó bắn mình này toang này. Đấy. Video của mình hôm nay đến đây thôi nhá. Đúng là combo tà đạo, chơi gặp toàn hiện tượng siêu nhiên, sợ thật. Chả ra đâu vào đâu cả. Nhưng may mắn cũng được vài cái trận nó cũng vui cho các bạn xem. Video vui vẻ thôi. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.